Xin kính chào quý bậc phụ huynh, cô chào tất cả các em học sinh lớp 2 đang theo học trên kênh truyền hình. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em tiệc tiếng việc lớp 2 thuộc bộ sách Cảnh Diều Chủ điểm 8, Em yêu thầy cô, bài việc 1, Nghe thầy đọc thơ, tập Việt, chữ Hoa G. Cô mời các em đi vào phần thứ nhất, tập chép, Nghe thầy đọc thơ. Các em hãy quan sát lên màn hình. Trên màn hình có vẻ hình ảnh của một thầy giáo đang cầm trên tay cuộn sách. Xung quanh thầy là những bạn học sinh với gương mặt rất vui tươi, thích thú và hào hức. Vậy thầy giáo đã đọc những gì? Đã dạng những gì mà các bạn học sinh lại hào hức, thích thú đến như thế? Cô mời các em cùng cô tìm hiểu nội dung của bài tập chép Nghe thầy đọc thơ của tác giả Trần Đăng Khoa Các em hãy mở sách giáo khoa trang 67 Quan sát ở sách hoặc theo dõi lên màn hình Nghe cô đọc bài Nghe thầy đọc thơ trích Em nghe thầy đọc bao ngày tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà mãi treo, nghiêng mặt sông xa bâng khuâng nghe vòng tiếng bà năm xưa nghe trăng thở đồng tàu dừa rào rào nghe chuyện cơn mưa giữa trời trần đăng khoa qua nghe đoàn thơ cô vừa đọc em cho cô biết khi nghe thầy dạo đọc thơ các bạn đã liên tưởng đến những gì? Khi nghe thầy giáo đọc thơ, các bạn đã liên tưởng đến nắng, cây, mãi treo, tiếng ba, trăng và cả cơn mưa. Cả em ạ, à, những hình ảnh, những từ ngữ đó giúp các bạn học sinh liên tưởng đến nắng như tươi hơn cây như xanh hơn. Các bạn học sinh còn cảm nhận được tiếng khua nhè của mái chèo trên mặt sông xa. Các bạn còn nghe cả tiếng ba vòng lại từ năm xưa. Ngay cả đêm trăng rất đổi bình thường cũng trở nên sống đồng khi dòng thơ của thầy cất lên. Đây chính là hình ảnh đêm trăng. Nghe trăng thở đồng tàu dừa. Lúc này, các bạn học sinh liên tưởng đến hình ảnh của ảnh trăng đang thờ làm rung rinh và lay chuyển những tàu dừa. Đó chính là những cảm nhận, những cảm xúc mà các bạn học sinh cảm nhận được khi nghe thầy giáo đọc thơ. Để việc tổ bài này, có hướng dẫn các em lưu ý một số từ. Từ thứ nhất, quanh khi việc đến chữ quanh các em lưu ý chữ quanh được việc chữ qua đứng trước vần ăn đứng sau cô mời các em luyện việc bạn con quanh từ tiếp theo đó là nghiêng chữ nghiêng được việc chữ ngơ gẹp đứng trước gẹp với vân yên đứng sau cô mời các em luyện việc bạn con nghiêng từ tiếp theo mặt sông các em chú ý chữ mặt có chữ mờ và lưu ý cho cô vần ắt đứng sau chữ sông lưu ý có chữ sơ cô mời các em luyện việc bạn con mặt sông từ tiếp theo băng, khuâng chữ bân có vân ân đứng sau chữ khuân có chữ khơ đứng đâu vân uân đứng sau kém hai việc bạn con bân khuân từ cuối cùng chuyện lưu ý chữ chơ đứng đâu vân uyên đứng sau Dẫu hỏi đặt trên đầu con chữ e các em hãy luyện việc bạn con chuyện Cô mời các em đọc lại những từ vừa luyện việc Quanh Nghiêng Mặt Sông bâng, Khuân Chuyện Các em hãy đọc lại bài thơ hãy quan sát lên màn hình cho cô biết. Đoàn chép nghe thầy đọc thơ gồm mấy dòng thơ. Đoàn chép nghe thầy đọc thơ gồm sáu dòng thơ. Hãy đếm cung cô dòng thơ thứ nhất có bao nhiêu chữ? Dòng thơ thứ nhất có sáu chữ. Vậy dòng thơ thứ hai có bao nhiêu chữ? Dòng thơ thứ hai có 8 chữ. Các em à, dòng thơ thứ nhất có 6 chữ, dòng thơ thứ hai có 8 chữ. Được xếp liên tục và xen kẽ nhau. Ta gọi là thơ lục bạc. Vậy, khi trình bày vào vở thơ lục bạc trình bày như thế nào? Cô mời cả em mở vở luyện viết trang 21. Đầu tiên các em điền vào thứ ngày tháng năm. Ở vợ luyện viết được in sẵn bài chép. Nhiệm vụ của mình trước khi chép các em đọc thâm lại bài thơ. Lùi vào 5 ô viết đề bài. Ở đây có dấu chấm đen chính là điểm đặc biệt của đề bài. Xuống dòng, lùi vào hai ô viết dòng thơ thứ nhất cũng đã có dấu chấm đen. Xuống dòng, lùi vào một ô viết dòng thơ thứ hai. Các em lưu ý, cứ dòng thơ 6 chữ lùi vào hai ô, dòng thơ 8 chữ lùi vào một ô tiếp tục như thế cho đến hết đoàn trẻ. Tên tác giả, các em lùi vào cho cô, bảy ô. Tất cả các chữ cái, đầu dòng thơ đều được việc hoa. Dòng thơ cuối cùng có dấu ba chấm. Cô hướng dẫn các em cách trình bày vào vở ô ly. Đầu tiên các em viết cho cô thử ngày tháng năm lùi vào năm ô việc tập chép xuống dòng lùi vào bốn ô việc đề bài nghe thầy đọc thơ kẻ em cắt ra cho cô một dòng kệ xuống dòng lùi vào hai ô tỉnh tư lê đỏ vào việc dòng thơ thứ nhất lùi vào một ô việc dòng thơ thứ hai và tiếp tục như vậy cho đến hết đoàn chẹp chú ý cho cô tên tác giả lùi vào bảy ô và việc hoa cả các chữ cái đầu tạo thành tên bởi vì đây là tên riêng chỉ người như vậy cô vừa hướng dẫn các em trình bày các loài vợ bây giờ các em cùng cô thực hiện một số bài tập chúng ta sang phần luyện tập cùng cô đọc yêu cầu câu hỏi 4 Chọn chữ hoặc vân phù hợp với ô trống rồi giải câu đố. vần uôn hay uông? Các em lặng nghe cô đọc. Đầu đuôi vơ ô trống vắng như nhau. Thân chia nhiều đốt, rất mau, rất đều. Tình tình chân thực đáng yêu. Mơ ô trống sắc, biết dài ngắn, mọi điều có em là cái gì? Ở đây, các em cần phải hiểu là từ mau. Mau chính là gần nhau. Nhiệm vụ của các em là hãy đọc thầm, suy nghĩ, chọn vần uốn hay vần uống để điền vào hai ô trọng này tạo thành những tiếng từ đúng chính tả và đầy đủ đoàn thơ. Các em cùng cô điền ô trọng thứ nhất đầu đuôi vơ ô trống ta chọn vân uốn hay vân uốn để điên vào à nếu ta chọn vân uốn cô có tiếng vuông nếu ta chọn vân uống, cô có tiếng vuông nhưng nếu điền vào đây tiếng vân uốn để có tiếng vuông thì từ này không đúng chính tả và không có nghĩa vậy ô trống này ta chọn vân uống cô có từ vuông vắn vuông vắn nghĩa là rất đẹp ô trọng tiếp theo chúng ta cân điên các em suy nghĩ và cho cô biết ta chọn vân uôn hay vân uống để điên vào à tương tự nếu cô chọn vân uôn cô có tiếng muốn và nếu cô chọn vân uống cô có tiếng muốn bây giờ các em hãy điền một trong hai từ đó vào đây. Đấy chính là từ đụng chính ta Vậy ở đây ta điền vần uốn. Cô mời các em hãy đọc lại những từ chúng ta vừa điền được và đoạn thơ. vuông, muốn đầu đuôi vuông vắn như nhau thân chia nhiều đột rất mau rất đều tình tình chân thực đáng yêu muốn biết dài ngắn mọi điều có em hãy suy nghĩ và cho có biết là cái gì a à, đó chính là cái thước cái thước là một trong những đồ dùng của các em rất là gần gũi thân quen đối với các bạn học sinh cái thước cảm phải hai đầu của nó rất là vuông vắn và rất là đẹp Chúng ta tiếp tục thực hiện bài tập số 2. Cùng cô đọc nào. 2. Chọn tiếng trong ngoặc đơn phù hợp với ô trống. Rao, dao, dao. Ở đây cô có các từ con, ô trống. Ô trống việc, tiếng, ô trống, ô trống lưu. Tương ứng với bốn ô trống là các từ con thiếu. Nhiệm vụ của mình là chọn các tiếng từ đà cho sẵn để điền vào các ô trống này tạo thành những từ đúng chính tả. Các em cùng cô điền ô trống thứ nhất. Con ô trống chọn rau, dao hay giáo? À nếu ta chọn rau thì ở đây có con rau không đúng đúng không ạ? Ta chọn dao. Cô điền. Dao. Vậy, ô trọng này cần điền là tiếng, dao, của có, có từ mới, con, dao. Con dao là một đồ vật rất quen thuộc trong tất cả các bếp của gia đình mình, dùng để cắt thức ăn hoặc cắt những đồ vật khác. Từ tiếp theo, ô trọng việc, các em chọn rau, dao hay dao âm di đứng đầu để điền vào đây tạo thành một từ đúng chính tả. Ta chọn giao để có từ giao việc có âm di đứng đâu. Các em chú ý, giao việc hay giao nhiệm vụ, ta chọn tiếng giao có âm di đứng đâu. Tiếp tục, các em cùng cô điền ô trọng tiếp theo. Tiếng ô trọng chọn rao, giao hay giao có âm di đứng đâu. À rất là dễ đúng không ạ? Ta chọn tiếng rao để có từ mới tiếng Rao tiếng rao là tiếng của những người bán hàng rong hay rao hàng tiếp theo ô trọng này ta chọn rao giao hay giao có âm di đứng đâu để điền vào đây phù hợp à ta chọn tiếng giao có âm di đứng đâu để có từ mới giao lưu lưu ý cho cô giao việc giao lưu hay giao nhiệm vụ đều có tiếng giao và âm di đứng đầu. Con dao hay dao đồng thì ta viết tiếng giao có âm dơ đứng đầu. Như vậy cô vừa hướng dẫn các em điền xong bài tập số 2. Các em hãy cùng cô đọc lại các tiếng từ vừa điền được. Con giao, Giao việc, tiện rao, giao lưu. Vừa rồi, chúng ta đã thực hiện các bài tập củng cổ lại các vân, các tiếng từ chúng ta đã Cô mời các em giải lao trong vài giây lạc. Mời các em tiếp tục tiết học. Các em ạ, à, tiết trước các em đã được học tập viết chữ hoa E, e. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em viết chữ hoa mới, đó là chữ hoa G. Đây là chữ hoa G cỡ vừa. Hãy quan sát và cho cô biết chữ hoa G cỡ vừa được viết với độ cao bao nhiêu ô ly? và được viết trên mấy dòng kẻ ngang. Chữ hoa g cỡ vừa được viết với đồ cao tạm ô ly và được viết trên chín đường kẻ ngang. Chữ hoa g cỡ vừa được viết với đồ rồng bao nhiêu ô ly? chữ hoa g cỡ vừa được viết với đồ rồng năm ô ly các em nghe cô nhắc lại chữ hoa g cỡ vừa được viết với đồ cao tám ô ly và được viết trên chín đường kẻ ngang chữ hoa g cỡ vừa được viết với đồ rồng năm ô ly các em quan sát cô thực hành việc chữ hoa g cỡ vừa qua quan sát các em thấy ở trên chữ mẫu có đánh số 1, 2. Đó chính là hai nét để viết thành con chữ hoa g cỡ vừa. Vậy hai nét đó là hai nét chi? Các em lặng nghe cô hướng dẫn. Nét 1 là nét cong dưới. Nổi liên với nét cong trái. Giống con chữ hoa cơ. Nét 2 là nét khuyết ngược. Cô hướng dẫn các em cách viết chữ hoa gơ cỡ vừa. Đặt bút ở đường kẻ ngang sáu. Viết nét cong dưới. Chuyện hướng bút viết nét cong trái tạo thành một đường soạn to trên đầu chữ. Phần cuối của nét cong trái lên đến đường kẻ ngang ba thì dừng lại. Nét hai từ điểm dừng bút của nét một các em chuyển hưởng bụt, viết nét khuyết ngược, chàm dòng kẻ ngang ba phía dưới và dừng bụt ở đường kẻ ngang hai phía trên. Các em hãy quan sát có viết chữ hoa gơ cỡ vừa trên bảng Cô mời các em hãy thực hành việc chữ hoa gơ cỡ vừa vào bảng con. Tiếp theo, cô hướng dẫn các em việc chữ hoa gơ cỡ nhỏ. Chữ hoa gơ cỡ nhỏ được viết hai nét đặt bút ở giữa đường kẻ ngang 3 và 4, viết nét cong dưới Chuyện hướng bút viết nét cong trái chạm dòng kẻ ngang một và dừng bút ở đường kẻ ngang hai giống chữ hoa cơ. Tư điểm dừng bút của nét một kẻ chuyện hướng bút viết nét khuyết ngược xuống giữa đường kẻ ngang một và đường kẻ ngang hai phía dưới và dừng bút ở đường kẻ ngang một và hai phía trên các em thực hành viết chữ hoa gơ cỡ nhỏ vào bảng con. Bây giờ, cô hướng dẫn các em việc từ ứng dụng trong bài có từ ứng dụng là giữ các em hãy quan sát cô việc bạn từ ứng dụng giữ Khi việc tư ứng dụng kém chú ý viết chữ hoa gơ từ điểm dừng bút của chữ hoa gơ các em nổi nét viết các con chữ y ư các dấu chấm trên đầu con chữ y dấu móc trên đầu con chữ ư và dấu ngã được viết sau cùng các em thực hành viết chữ giữ vào bảng con cô hướng dẫn các em việc bài ứng dụng ở bài này các em có câu ứng dụng giữ gìn về sinh thật tốt giữ gìn về sinh thật tốt là một hành động của các bạn và của mọi người bất cứ ở đâu ở nơi công cộng hay ở nhà hay ở trường ở lớp đó chính là những hành động thuộc nếp sống văn hóa văn minh cô hướng dẫn trong câu giữ gìn vệ sinh thật tội, tiếng nào có chữa chữ hoa gơ chúng ta vừa học à đó chính là chữ giữ những con chữ nào được viết với độ cao hai ô ly rưỡi đó chính là chữ g và các chữ h những con chữ nào được viết với độ cao một ô ly rưỡi đó chính là các chữ tờ những chữ còn lại các em viết với độ cao một ô ly riêng có chữ sơ được viết với độ cao một ô ly nhưng nét thắt của nó nằm trên dòng kẻ ngang hai các em lưu ý. Vừa rồi, cô hướng dẫn các em cách trình bày và viết các con chữ từ ứng dụng và bài ứng dụng. Ở giữa bài có hai dòng. Một dòng chữ giữ và một dòng giữ gìn vệ sinh thật tốt được viết chữ nghiêng. Khi viết chữ nghiêng, các em chú ý nghiêng đều các con chữ về bên phải. Cô mời các em mở vở luyện viết. Trong vở luyện viết có những điểm chấm đen chính là điểm đặc bụt của các con chữ. Các em lưu ý đặc bụt đúng và việc đúng. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em viết Chữ hoa gơ cỡ vừa, cỡ nhỏ, tư ứng dụng, giữ, bài ứng dụng, giữ gìn, vệ sinh thật tốt. Các em đã nắm được các con chữ, các chữ, tư ứng dụng mà cô đã hướng dẫn. Sau bài giảng của cô, các em nhớ hoàn thành bài. Tiệc học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chào và tạm biệt các em.